Đây cây này anh chủ anh bán 5 triệu. Là 49 hoành á. 5 triệu. 5 triệu. Này bán tại chỗ á. Ngay chỗ cầu Rạch Miễu nè. Cây này 12 triệu. 50 mấy hoành nè. Thì giới thiệu về cây đó rồi. Cái đó là bao nhiêu? Cây đó 45 triệu. 45 triệu cao chắc 4 mét đó hả? Cái này 25 triệu. Cái này 25 triệu. Cái này nhiêu? 15 triệu. 15 triệu. Cái này cũ dữ à. Cái này chắc cây trên nó cũng tựa tựa phải không? Không, còn kia là khác. Nó thì cái dáng nó cũng bay bay, hằng kia thì góc bự hơn, kia cắt thẳng nó nghe đẹp hơn chứ. Chặt xuống á, đây người nó cắt sơ để cho ta về ta cắt lại. Còn em muốn chơi gì chơi đúng không? Vậy mình cái này 15 triệu hả? 15 triệu. Còn mai lâu quá, mai lâu 15 triệu. Lu đó là 25 triệu. Mang tư quý. Hai con kia hả? Hai cây bự nhiêu? Hai cây bự 80 triệu một cặp. Tư quý bự. Cái này 15 triệu nè. Bự chán luôn. Cây này năm mấy triệu nè. 50 triệu. Cây này 20 triệu. 20 triệu. Cái đế nó nào nó đẹp lạ. Cái cặp này là 80 triệu. Tứ quý. Chậu này có 1m8, 1m8 ha. $45 triệu. Mấy hoành 12 triệu. À, chia sẻ vài cây á, anh em nào có gần ghé xem á. Ta làm bầu quá, bó lại, mới bướng về luôn á, mới xả tàn luôn á, xả tàn là xả bầu cho nó nhẹ lại, bó bầu lại. 12 triệu á. 12 triệu cây mai nè. Lượng. Trong này có mấy cây bự lắm á. Tứ quý có, mai vàng có. Có cây mai xù trái nè. Cây này nó kêu đâu giá đâu đó 100 triệu á. Chải 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 luôn. Sụ. Cái mà nó bự lắm.
năm mấy hoành qua nhạo luôn, hoành lớn nè, liền lạc. Tứ quý à, tứ quý à. Số điện thoại không? Đọc 039 039 254 254 9822 9852 9852. Anh tên gì á? Hà. Này 12 triệu à. 9852. Anh Hà. Ủa, 15 triệu cái này. Như con ếch nha, gần guốc nổi nha. Nó còn đang lớn nữa, da nó vàng khè luôn mà. Nó đang lớn rồi.